cùng cũng đến ngày chúng ta được lưu hành rồi. Hồi hộp quá. Ôi chao, vinh dự quá nhỉ. Cứ hí hửng nữa đi, rồi đến lúc ra ngoài đừng có thất vọng đấy nhé. Ơ, sao anh lại nói vậy? Sao chúng ta lại thất vọng? Không phải chúng ta, mà chỉ là cậu thôi. 500 quẹn thì có giá trị gì cơ chứ? Cậu sẽ bị khinh như rác cho mà xem. Đúng đấy. Ơ, điều này là thật ư? Dạ, đây là công ạ. Này cô, có tiền khác chẳng không? Chứ mấy đồng này lẻ quá. Rất tiếc, cháu hết rồi, còn mỗi tờ đó thôi. Thôi đành vậy. Hóa ra mình chỉ là tờ bạc lẻ. Cháu ngoan, ông cho cháu cái này để mua kẹo. Ôi, cháu cảm ơn ông. Cô ơi, cho cháu mua cây kẹo muốt. Mình chỉ có giá trị bằng một cây kẹo muốt thôi sao? Cá của chị đây, tất cả hết 32.500 đồng. Vâng, em xin ạ. Ôi, ôi. Rơi xuống rảnh nước mất rồi. Bẩn và hôi quá. Chỉ là tờ 500 bạc. Thôi chả cần. Ai làm rơi tờ 500 bạc ở đây thế này? Ôi, cướp, cướp. Tiền đây, được bao nhiêu thì nhanh lên. Tao chết mất, chỗ này chỉ đủ một liều thôi. Hả? Tai nạn à? Chết, sắp đi làm ăn. À, cứu, cứu tôi với. Trời ơi, sao số phận mình lại bất hạnh thế này? Giá mình đừng có sinh ra trên đời này thì tốt biết mấy. Năm trăm đồng. Cảm ơn trời Phật, hôm nay con không phải nhịn đói rồi. Bơm cho anh bánh trước nhé. Dạ. Tiền công của em này. Dạ, em xin. Tao sẽ giữ mày, đồng tiền bé nhỏ ạ. Mày là vật vô giá, vì là số tiền đầu tiên tao kiếm được. Thật không ngờ, mình cũng có ngày được hạnh phúc. Mình đã có công cứu đói một ông lão, giờ lại trở thành một vật kỷ niệm vô giá thế này. Mày quá, mày không bị vỡ. Khiếp quá. Trời đất, cứ sụt sùi thế này thì hỏng hết hoa quả mất thôi. Khiếp, bẩn quá. Cái sắc xinh xinh, cái chàng thoang thoát,
cái đầu ngên ngên. Cháu chào ông ạ. Chào cháu, cháu đi học về đây à? Dạ vâng ạ. Cháu biếu ông này, ông ăn đi. Đây là loại kẹo cháu thích nhất đấy ạ. Cảm ơn cháu, ông sẽ ăn. Thôi cháu về đây, trời sắp tối rồi, ông nhớ ăn kẹo nha. Ừ, ông nhớ rồi. Cháu biếu ông này. Cảm ơn cô. Cô cho ông táo à? Ừ. Thế sao nhiều người đi qua chẳng cho ông cái gì hết? Biết nói thế nào cho cháu nhỉ? Họ là những người vô tâm cháu ạ. Ờ thôi cháu về đi, kẻo lạnh. Vâng, cháu chào cô ạ. Cảm ơn hai cô cháu nhiều. Mọi người trật tự, tôi có ý kiến thế này. Để góp vui đầu xuân, mỗi chúng ta ai nấy mang rượu của mình ra đây góp chung. Rượu được đổ tất cả vào một chum lớn để cùng chia vui. Mọi người thấy thế nào? Được đấy, ý kiến hay. Mình đang tìm cái gì mà cứ lục cục nãy giờ thế? Tôi đang tìm cái bình rượu. Cái bình rượu hôm nọ xin được ở nhà bác Bỉnh, đâu rồi bu nó nhỉ? Tôi để nó ở trong chum mà. Mà ông tìm làm gì vậy? À, thấy rồi. Tôi định mang nó đi góp vui trong bữa gặp mặt đầu xuân ở đình làng ngày mai. Cái gì? Góp vui? Sao lại mang rượu quý đi góp vui là sao? Chả là mọi người bàn sẽ chung rượu với nhau. Mỗi người mang một bình rượu đến để chung vào một cái chum lớn rồi cùng nhau thưởng thức. Trời, thế ông định lấy cái bình rượu này để đi góp sao? Rượu này là rượu quý. Bác Bỉnh chân cất chôn nhiều năm dưới lòng đất đấy. Giải gì mà mang đi góp chứ? Tôi cũng thấy tiếc, nhưng mà mình chỉ có mỗi bình rượu này thôi. Sao mà mình ngốc thế? Lại đây, tôi chỉ cho cách này. Đến hôm đó, mình cứ đổ nước lã vào chai rồi mang đến. Cả chum rượu, một chai của mình thấm vào đâu? Chắc chắn không ai biết được đâu mà sợ. Ừ nhỉ, có thế mà tôi chả nghĩ ra, bu nó đúng là cao tay. Ồ, anh Bảy đến rồi. Chà, nhìn cái bình là biết gây rượu ngon đây. Nào, đổ rượu vào chum cùng góp vui thôi. Đây đây, tôi đổ vào ngay đây. Vậy là mọi người đã đến đông đủ. Chiếc chum rượu đã đầy ắp với nhiều hương vị khác nhau. Bây giờ chúng ta rót rượu, mời tất cả cùng nâng ly thưởng thức nhé. Tất cả mọi người đã có rượu hết chưa? Còn ai thiếu không? Đủ hết rồi, đủ hết rồi. Vậy tất cả cùng nâng ly chúc mừng năm mới nhé. Nào, xin mời cạn chén. Năm mới may mắn, phát tài phát lộc. Nào, cạn chén nhé. Sao lại thế này? Sao rượu lại nhạt toẹt chẳng khác gì nước lã là sao? Chẳng lẽ toàn bộ những người kia cũng giống như mình? Chết tiệt, rõ là nước lã mà. Tức thật, nhưng mình không thể để mọi người biết mình đổ vào đó bầu nước được. Quá là rượu ngon, hương vị thật đặc biệt. Đúng vậy, đúng là rượu hảo hạng, đủ loại hương vị. Quả là rượu ngon, rượu ngon. Ngon cái nỗi gì chứ. Đây rõ là nước lã nhạt toẹt. Không ngờ họ đều thủ đoạn như thế. Ở đây tiệc vui quá nhỉ. Nghe nói mọi người góp rượu uống chung, thế mà không ai mời tôi gì cả. Cụ Hoàng, mời cụ vào đây. Xem nào, rượu chung chắc là hương vị sẽ đậm đặc lắm đây. Cho tôi một chén nào. Ông đừng. Cái gì vậy?
rượu gì thế này? Các anh bảo rượu gấp chung à? Có mà nước lá thì có. À, tôi hiểu rồi. Cái trò gấp chung. Của chung không ai khóc. Thế mà tôi vừa nghe ai cũng khen rượu ngon, rượu quý cơ đấy. Thật là ai cũng khôn, chẳng ai dạy cả. Phải không các ông? Chân nó dị dạng thế kia, thì trông em cho cô thế nào được chứ? Hay để tôi tìm giúp cô người khác? Không cần đâu chị. Cháu Lam là đứa ngoan ngoãn, chịu khó. Em tin cháu sẽ làm tốt chị ạ. À? Lam, lại đây mẹ bảo. Dạ. Như hôm qua mẹ đã nói với con, hôm nay cô Mai về đón con lên thành phố ở với cô chú. Dạ. Từ nhỏ tới giờ, con bé chưa xa gia đình bao giờ. Thôi thì trăm sự tôi nhờ cả vào cô. Dạ vâng, chị cứ yên tâm. Lên thành phố nhớ nghe lời cô nghe con. Cái gì không biết á, thì phải hỏi, không được tự ý làm, biết chưa? Dạ vâng ạ. Con bé thật khéo, từ ngày có nó về bồng ẵm, thằng bé trộm vía ăn ngủ tốt, mập mập hẳn lên. Lam, sao cháu không đi dép ra ngoài? Cháu đừng sợ, cô không có ý gì đâu. Cô chỉ sợ cháu giẫm phải gai hay mảnh sành thì khổ. Cháu xin lỗi, nhưng chân cháu không đi vừa đôi dép nào. Cô biết một cửa hàng có thể đóng những đôi giày đặc biệt. Ngày mai cháu đi cùng cô đến đó, để họ đóng riêng cho cháu một đôi giày nha. Thôi, cháu cho em vào nhà ăn cháo đi, cô ra chợ nha. Dạ vâng ạ. Chào chị, cậu xem đóng cho cô bé này một đôi giày. Được ạ, em ngồi xuống ghế để anh đo chân cho. Em đưa chân cho anh xem. Em thích đóng giày màu gì? Da mềm hay là da bóng? Loại nào cũng được ạ. Được rồi em à, 2 tuần nữa em ghé qua lấy giày nha. Dạ, em cảm ơn anh. Cháu cảm ơn cô. Đây là lần đầu tiên cháu cảm thấy mình được sống như một người bình thường. Cháu hãy tin, cháu sẽ còn thấy mình được hơn thế nữa. Chà, xem chừng tài thư pháp của con đã khá hơn rồi đó. Phụ hoàng đến lúc nào mà con không hay? Ta tới được một lúc rồi, nhưng con mãi mê viết chữ mà không hay biết. Chữ tâm mà. Dạ. Làm bậc quân tử, chữ tài phải luôn đi cùng chữ tâm. Là bậc quân vương thì chữ tâm càng phải sáng để thấu hiểu lòng dân. Vì vậy, trong lần vi hành lần này, ta quyết định sẽ đưa con đi cùng để con thị sát đời sống của chúng dân. Ôi, thật vậy ư? Con cảm ơn phụ hoàng. Thưa phụ hoàng, con không ngờ vi hành lại thú vị đến như vậy. Có quá nhiều thứ mới lạ. Để trở thành một vị quân vương tốt thì con còn phải học hỏi thật nhiều. Chỉ học chữ thôi là chưa đủ. Vâng, thưa phụ hoàng. Con mệt và đói quá cha ơi. Lát ra tới huyện, ta sẽ mua đồ ăn cho con. Cha, dưa sai quả quá. Cha ơi, mình lại đó xin một quả đi, nhiều thế này mà. Cha, dưa năm nay được mùa quá hả bác? Vâng,
Ơn trời mưa thuận gió hòa, đê đập lại mới được tu bổ, nên mùa màng năm nay tươi tốt lắm anh ạ. À. Ồ, vậy hả bác? Để chúng tôi giúp các bác chất dưa lên xe nha. Ồ, được vậy thì quý hóa quá, cảm ơn anh. Kỳ cha, mình ra đây xin dưa chứ có phải là để làm giúp họ đâu. Hãy cứ làm theo ta đi nào, con trai. Cảm ơn hai cha con nhiều lắm nha. Chúng tôi đang lo trời tối mà chưa xong việc, may mà có hai cha con giúp cho. Đây là quà của vợ chồng chúng tôi thay lời cảm ơn. Hai cha con nhận lấy cho chúng tôi vui nha. Ơ, nhiều vậy? Cảm ơn bác, nhưng tôi chỉ xin một quả cho cháu thôi. Giờ chúng tôi xin phép về kẻo muộn. Chào hai bác. Tại sao mình không xin luôn hả cha? Sao lại giúp các bác ấy làm việc? Con trai à, làm người ngửa tay xin xỏ là điều không nên. Xin được cái nhỏ rồi lại muốn xin cái lớn, trông chờ ỷ lại vào người khác sẽ khiến mình dần trở thành một kẻ dựa dẫm vô tích sự. Đối với bậc quân vương lại càng không được phép hành xử như vậy. Quân vương là tấm gương cho cả thiên hạ soi vào. Nếu con là tấm gương sáng thì dân chúng sẽ lấy đó mà noi theo, dân sẽ giàu, nước sẽ mạnh. Còn con là một tấm gương mờ, làm những việc xấu thì dân chúng sẽ có hàng ngàn hàng triệu người có cớ để làm bậy. Lúc đó đất nước sẽ ra sao, con hiểu chứ, thái tử? Dạ vâng, thưa cha. Nào con trai, ăn đi cho đỡ đói. Vâng ạ. Cha, con chưa bao giờ được ăn miếng dưa ngon ngọt thế này. Dưa do sức lao động kiếm được đương nhiên ngon ngọt hơn rồi. Nào, chúng ta về cung thôi. Sao mà nóng thế không biết? Mấy cái đứa rách rưới này, chúng mày lui ra xem nào. Mua thì không mua, cứ đứng chắn hết cả chỗ à. Hai đứa kia, không mua kem thì đi chỗ khác. Ăn xin đâu phải ở chỗ này, đi ra chỗ khác đi. Không ai cho đâu mà đứng ở đây. Đi ngay. Tội nghiệp hai đứa, chắc chúng thèm kem lắm đây. Mà không biết chúng có tiền mua kem không mà cứ lãng vãng ở đây. Một lát sau. Chào các cháu, các cháu muốn mua kem à? Chúng cháu muốn mua kem ạ. Thế các cháu muốn mua kem loại nào? Thưa bác, ở đây có những loại kem gì hả bác? Ồ, nhiều lắm. Kem hoa quả nè, kem sô-cô-la, vani nè. Anh ơi, em muốn ăn kem hoa quả. Kem hoa quả là đặc sản của tiệm bác đó. Vậy sao bác? Ừ, có rất nhiều vị để cho cháu chọn đấy. Kem dâu, sầu riêng, kem chuối nữa nè. Cháu không có nhiều tiền nên bác bán cho cháu loại rẻ rẻ thôi nha bác. Được rồi, bác sẽ lấy loại vừa ngon vừa rẻ cho các cháu. Kem dâu ngon tuyệt của hai cháu đi. Vâng ạ, chúng cháu cảm ơn bác. Lần sau quay lại đây ăn kem của bác nữa nha. Vâng ạ, cháu chào bác. Bác Thành. À, mình đó à, vào đây cháu. Cháu có muốn ăn kem gì không? Để bác lấy cho nha. Dạ thôi, cảm ơn bác. Cháu mới uống nước mát rồi. Hôm nay chủ nhật, cháu qua thăm bác thôi ạ. Lâu rồi bác không qua nhà cháu chơi. Ba mẹ cháu nhắc bác hoài à. Nói với ba mẹ cháu, vài hôm nữa bác ghé qua chơi nha. Bác ơi, vừa nãy có mấy đứa trẻ rách rưới vào đây mua kem. Bình thường người ta hay gắt gỏng với chúng lắm, có khi còn chửi mắng chúng là đồ móc túi. Còn cháu lại thấy bác thì hết sức niềm nở thân thiện với chúng. Chúng là những đứa trẻ mồ côi, hàng ngày phải đi xin từng đồng hay bán từng tấm vé số, cây kẹo để sống qua ngày. Với chúng, mua một cây kem là một quyết định khó khăn đó cháu à. Thật sao bác? Ừ, mà chúng mua cũng trả tiền như bao người khác, thì sao ta phải gắt gỏng khó chịu với chúng?
ai cũng vậy thôi. Nếu ta đối xử với họ như những kẻ không ra gì thì họ sẽ sống theo lối đó. Còn nếu ta coi trọng họ thì họ cũng sẽ tin tưởng và yêu quý chúng ta. Trên đời này ai cũng có quyền được người khác tôn trọng, dẫu đó là ai cháu à. Bác nói đúng, thảo nào mà tiệm kem của bác lúc nào cũng có khách xếp hàng dày đặc. Gặp bác cháu lại học được một bài học bổ ích. Thôi chào bác, cháu xin phép kẻo về muộn. Ăn que kem rồi hãy về cháu. Dạ thôi, cháu cảm ơn bác. Ừ, cháu về nha. Hôm nào bác rảnh, bác qua thăm bà mẹ cháu.